nè. Bây giờ tao cho mày một cơ hội nữa. Dạ. Mày đừng có làm cho anh mày thất vọng, biết không? Mày nên nhớ nè. Dạ. Tao đã nói một là một, hai là hai. Mày còn gặp thằng bác sĩ kia nữa thì mày không sống được với anh. Mày nghe rõ chưa? Dạ. Là cô ta. Thì ra cô ta là người có tên Hồng Chó Lửa. Tên này lại liên quan đến thằng Minh. Như vậy thì chuyện mình bị hại trước đây nhất định là có tay thằng Minh dúng vào. Chào cô. Hả? Cô nhớ tôi chứ? Tôi nhiều khách hàng lắm. Người ta nhớ tôi chứ tôi chẳng nhớ họ. Tôi đi trước đây. Nè, có gì đâu mà gấp. Cứ từ từ đứng nói chuyện đã. Cô yên tâm đi, tôi không làm hại gì cô hết. Chuyện cũ trước đây tôi sẵn sàng bỏ qua. Miễn sao là cô làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ cho cô thêm một số tiền. Được chứ? Nhưng mà chuyện gì? Còn gì nữa không? Ok, cô đi đi. Nhớ kiểm tra tài khoản. Mọi chuyện rất tốt. Cho tôi xem lại tấm hình đi. Ok. Tôi nói rồi, đã làm việc là phải có hiệu quả chứ. Anh cứ yên tâm. Xong. Còn gì thắc mắc nữa không? Gửi qua cho tôi. Ok. Bây giờ tôi gửi liền luôn hả? Không sao, lát nữa cũng được. Ok. Cảm ơn anh. Tôi về ạ. Anh vừa ra ca trực. Bây giờ anh về nhà ngủ một chút. Khi nào em dậy thì gọi anh đến đưa em đi ăn sáng nha. Qua đây. Nhanh. Cô làm cái gì ở đây? Muốn cho người khác biết mối quan hệ của tôi và cô hả? Đúng, tôi đang định làm điều đó. Cô dám? Sao lại không? Anh là người thông minh, chắc cũng hiểu là tôi đang nắm trong tay thứ gì quan trọng nên mới tới tìm anh, đúng không? Cô dám uy hiếp tôi luôn hả? Tôi làm sao mà dám uy hiếp một bác sĩ danh tiếng như anh được. Chẳng qua là tôi túng quá cho nên mới làm liều đến gặp anh để xin ít tiền trang trải thôi. Vậy thì xin mời cô đi chỗ khác cho. Anh biết người này chứ? Còn nếu mà anh đã phủ như vậy thì tôi đành tìm gặp người này để xin tiền thôi. Nếu mà trong 2 ngày nữa anh suy nghĩ lại thì gọi cho tôi. Thật ra thì tôi vẫn ưu tiên cho người quen hơn. Nếu mà 2 ngày nữa khi mà anh suy nghĩ lại thì gọi cho tôi nha. Bye bye.
một mã đó có gì trong tay mà dám cả gan uy hiếp mình vậy? Chẳng lẽ tên Hùng đứng sau giật dây dọa hả? Bác sĩ. Chào anh. Sao? Ủa, một cái người làm phiền bác sĩ nữa hả? Tôi muốn tìm cô gái làng chơi lúc trước có chút việc. Cô ta còn làm ở chỗ cũ không? Từ cái vụ lần trước, tôi đã đưa tiền cho nó, rồi bắt nó chuyển chỗ ở. Cả cái chuyện làm tôi cũng bắt nó làm chỗ khác rồi. Tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại nó. Nếu như mà bác sĩ cần á, tôi kêu mấy anh đàn em đi liên hệ lại nó. Từ lúc đó tới nay anh chưa gặp lại cô ta hả? Xong việc rồi thì biến. Tôi đâu có thích dây dưa với loại đó. Nè, ủa, sao mà hỏi vậy? Sáng nay cô ta đã đến bệnh viện để gặp tôi. Sao mà nó biết chỗ cậu làm mà tới tìm? Nó muốn gì? Đem vụ lần trước ra để mà tống tiền tôi đó mà. Tôi nó chết với tao. Nó dám giỡn mặt với tao. Ai bắn tin cho mày biết đường mà tìm tới bác sĩ Minh? Dạ, dạ, dạ không có ai. Lần trước em tình cờ nghe anh nói chuyện với bác sĩ Minh. Em ơi, em hết tiền rồi, cho nên em mới đánh liều tới gặp hắn. Tao mà còn biết mày tìm tới bác sĩ Minh một lần nữa là mày chết với tao nè mày. Dạ, dạ anh tha cho em. Em không dám nữa đâu. Dạ. Dạ, con đang bực mình giùm chị bạn của con thôi. Chị bạn nào? Dạ, là bạn của anh Hào thưa ba. Chị ấy vừa bị sảy thai, dẫn đến trầm cảm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người vô hồn. Mà chồng của chị ấy lại vô tâm, luôn viện cớ đi làm ăn xa. Anh sao vậy? Ăn trái cây cũng bị sặc nữa hả? À, không phải. Anh sực nhớ là anh để quên tập tài liệu ở bệnh viện. Bây giờ anh phải... Sao? Anh có chắc không? Được rồi. Tự mình làm sao? Con ngã này chắc không dám lừa tên Hùng đâu. Coi như xong một chuyện. Tại sao con ả đó có được tấm hình của thằng Khiêm? Tôi đây, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Đề phòng bất trắc, giết con ả đó cho tôi. Nè con, cái người mà cấp cứu cho con Mai Anh đó, cái cậu đó là người như thế nào vậy? Ý cô là sao? Con không hiểu. Cô cũng thấy cái cậu đó đẹp trai. Ôi trời ơi, nhỏ tuổi vậy mà làm trưởng khoa ở cái bệnh viện đó. Một người giỏi như vậy thì cô thấy chắc là cũng nhiều người để ý lắm phải không? Ai mà dám để ý hả cô? Ủa là làm sao? Hả? Sao kỳ vậy? Ủa? Hay là cậu ấy có vợ rồi hả? Thật ra là anh Minh đang quen với con gái của giám đốc bệnh viện. Hai người á còn đang tính tới chuyện kết hôn nữa. Cho nên đâu có ai dám dè dãng gì đâu. Ủa, cô chú sao vậy? Không lẽ cô chú biết bác sĩ Minh hả? Không có. Tại lần đó thấy ông bác sĩ Minh ông nhiệt tình, ông giúp đỡ con anh quá đi, nên thắc mắc hỏi vậy thôi. Để bữa nào á cô chú sắp xếp công chuyện nhà cửa xong á
sẽ mang chút quà tới để cảm ơn bác sĩ Minh đã giúp đỡ. Chú nói thì con mới nhớ, bình thường bác sĩ Minh rất là lạnh lùng, vậy mà hôm bữa chăm sóc cho Mai Anh rất là tận tình, giống như là chăm sóc cho người thân mình vậy đó. Quên nữa, hay là bây giờ con ở lại ăn cơm với cô chú luôn đi, lâu quá rồi không có gặp. Với lại ở đây chơi đi, có nhiều chuyện lắm, cô chú muốn hỏi con, được không? Dạ thôi, để dịp khác đi cô chú. Tại hôm nay con có ca trực ở bệnh viện rồi, khi khác con tới thăm Mai Anh, rồi con sẽ trò chuyện nhiều hơn với gia đình mình. Vậy thôi cũng được. Dạ thưa cô chú, con về. Con gửi này cho Mai Anh nha. Được rồi con. Cảm ơn con nha. Nè, ông nghe con nhỏ nó nói gì không? Bây giờ tôi phải đi tìm thằng Minh hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Thôi đi bà ơi, đừng có làm khó dễ nó nữa. Cuối cùng người thiệt thòi là ai? Là con gái mình chứ ai. Ông nói cái gì vậy? Ông bị mất trí rồi hay sao vậy hả? Tôi bắt nó phải chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ. Nếu không á, tôi sẽ tung hê lên, để xem nó còn qua lại với con gái của ông giám đốc bệnh viện đó hay không. Vậy bà có nghĩ tới cái hậu quả chưa? Hả? Hậu quả gì hả? Bây giờ tôi phải đòi lại công bằng cho con Mai Anh chứ. Vì lý thì bà đúng, nhưng mà vì tên là bà sai rồi. Tôi sai chỗ nào ông nói đi. Bà làm như vậy á, là thằng Minh nó mất hết tiền đồ, coi như bao nhiêu hy sinh công sức của thằng Hào đổ sông đổ biển hết. Cho dù là thằng Minh nó có trở về bên con Mai Anh, thì bà nghĩ coi nó có toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của mình hay không. Lúc đó ba đứa nó sẽ đối diện với nhau như thế nào? Cách này không được, cách kia cũng không được. Không hiểu kiếp trước tôi sống như thế nào mà bây giờ con gái tôi phải lãnh chịu hết như vậy chứ. Tôi đúng là con mắt không tròng mà. Trước đây tôi làm đủ mọi cách để cho con Mai Anh lấy được thằng mình, bây giờ làm mẹ mà nông cạn như tôi thì tôi chết đi cho rồi. Tôi đâu có nói linh tinh, tôi chỉ nói sự thật là anh sắp đính hôn với con gái giám đốc bệnh viện thôi. Anh Minh. Em vô lúc nào vậy? Em cũng mới vừa vô thôi. Sao có chuyện gì mà anh suy nghĩ nhập tâm quá vậy? Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi mà. Anh đói chưa? Đi ăn với em ha. Mình đi. Thưa bà má. Cái bà này. Đi. Bà làm đi ra khỏi đây. Mày tới đây làm gì hả? Bà làm như vậy, hàng xóm nhìn thấy người ta cười bây giờ. Để cho họ biết, để cho họ cười. Ngày trước á, chỉ vì con Mai Anh này nè, nó muốn cho cái tiền đồ của thằng này được sáng lạng nè, cho nên vợ chồng mình mới phải giấu cái này giấu cái kia. Bây giờ cuối cùng nó được cái gì? Ông nhìn đi, nó được cái gì? Dạ thưa bà má, con không biết là nhà mình đã xảy ra chuyện gì mà khiến má phải trách mắng con như vậy. Mày còn giả ngây ngô nữa hả? Đồ khốn nạn. Tất cả những điều đốn mặt mày làm á, tao biết hết rồi. Con xin lỗi ba má, nhưng mà má nói cái gì con không hiểu. Hôm nay con xin nghỉ phép để về đây thăm ba má với vợ của con, nhưng con không biết ba má đã nghe tin đồn từ ai mà lại trách mắng con như vậy. Thôi, con Mai Anh nó khỏe rồi, cậu hãy trở về bệnh viện mà làm việc đi.
cậu hãy lo sự nghiệp của mình trước đi. Còn con mấy anh á, có vợ chồng tôi lo rồi. Bà đừng có nói như vậy, con mang tội chết. Mai Anh là vợ của con phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Trách nhiệm gì? Mày nhìn nó đi. Từ cái hôm mà nó ở bệnh viện về cho tới nay, nó như là một người mất hồn vậy đó, ngơ ngơ ngác ngác. Còn mày thì sao? Mày ở trong bệnh viện á, mày ôm ấp cái đứa con gái của ông giám đốc ở trong bệnh viện đó, nên mày đâu có còn thiết gì tới con Mai Anh nữa. Con xin lỗi ba má. Đúng là có lúc con đã lạc lòng với người phụ nữ khác, nhưng đó là do cô ấy cố tình tiếp cận với con mà. Trời đất ơi, thấy chưa? Ông thấy chưa? Trời ơi, bây giờ nó còn đổ lỗi cho cái người không có ở đây nữa. Thôi đi, mà cứ buồn ngu buồn lo như vậy giải quyết được gì hả? Con xin thề với ba má, con không hề có ý phản bội Mai Anh. Đúng, đúng là con đã từng yếu lòng, nhưng con đã suy nghĩ lại và tránh xa người con gái đó. Con đã phải khổ sở ra sao để cưới được Mai Anh, ba má cũng hiểu rõ mà. Trời ơi, ở trên đời mà không có lửa thì làm sao có khói. Bây giờ mày đừng có dùng những cái từ ngon ngọt để mà dụ dỗ mọi người trong cái nhà này nữa, không ai tin mày hết. Thưa ba má, thật sự con không muốn đem chuyện công việc về nhà để làm cho ba má mệt mỏi đâu. Nhưng bây giờ con đành phải nói cho ba má biết, vị trí hiện tại bây giờ của con đang có rất nhiều người muốn giành lấy, cho nên họ không tiếc gì những lời bịa đặt để mà vu khống con. Thật sự con đã rất mỏi mệt khi ngày ngày phải đấu trí với bọn họ, vừa phải cố gắng sống làm sao để cho anh hai với lại ba má không phải xấu hổ vì con. Con xin thề, nếu con có nửa lời gian dối nào thì trời tru đất diệt con đi. Đứng lên đi, đứng lên. Mày đừng có thề thốt như vậy, nghe chưa? Không có nên đâu. Dạ thưa ba, con không làm gì hổ thẹn với ba má với mẹ anh, nên không có gì phải sợ hết. Nếu ba má còn nghi ngờ thì ngày mai con sẽ thôi việc ở bệnh viện liền, để con về nhà phụ giúp ba chữa bệnh và chăm cho vợ con. Không cần phải như vậy đâu. Đừng có để vợ chồng tôi phải mang tiếng là ép con rể của mình á, để mà vì quyền lợi con gái của mình. Bà, tất cả là do con tự nguyện, ba má không hề ép buộc con. Con sẽ xin phép anh hai cho con thôi việc. Dù gì tương lai của con được như vậy cũng là nhờ anh ấy hy sinh cho con. Con không muốn anh buồn vì nghĩ rằng con không trân trọng sự hy sinh của anh. Thôi, coi như là chuyện này tạm thời gác lại đi. Ba mong á là sau này con muốn làm gì con cũng phải suy nghĩ lại, nhất là với những người đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mai Anh à, anh là chồng của em nè. Em sao vậy Mai Anh? Mai Anh ơi, đừng có làm anh sợ mà Mai Anh. Mai Anh à, thôi bác sĩ mình nhanh lên một chút đi, bệnh nhân mất máu nhiều lắm. Nhanh lên. Khoan đã, ca này mất máu nhiều quá, ca này để tôi. Dạ. Nhanh lên. Bác sĩ Kim, tôi sẽ đứng ca mẫu này. Anh ra ngoài đi. Ca mẫu này đâu có gì phức tạp mà phải phiền tới anh. Tôi là trưởng khoa thì tôi đứng ca mẫu này là chuyện bình thường thôi. Nè, có chuyện gì mà hai cậu tranh cãi ở đây vậy? Dạ, thưa giám đốc, có một bệnh nhân bị dao đâm ở bụng, nhưng mà trưởng khoa lại không cho phép cô thực hiện ca này. Con là người nhận bệnh thì đương nhiên con đứng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà ca mẫu này không có gì phức tạp phải phiền đến trưởng khoa, trong khi đó còn nhiều ca mẫu khác phức tạp hơn. Thưa giám đốc, hãy cho con một cơ hội để cô chuộc lại lỗi lầm. Bà cho ảnh làm đi, đánh kẻ chạy đi chứ đánh người chạy lại đâu. Vậy cũng được. Bác sĩ Minh, giám sát bác sĩ Khiêm thực hiện ca mẫu. Dạ. Nếu có vấn đề gì thì hãy tham gia ngay. Dạ, cảm ơn giám đốc. Con đi. Bây giờ thì tôi mới nhớ ra bệnh nhân đó. Không ngờ tình cũ sâu nặng cho nên mới dành cái quyền phẫu thuật như vậy.
Cô gái đó có phước thiệt. Ừ, anh nói đúng. Cô ấy có phước lắm, nên cùng lúc mới quen với tôi và anh. Không được rồi, chắc chắn giữa ả và hắn có vấn đề gì rồi. Đã vậy thì không thể để cho ả sống được. Tôi đã dặn anh xử lý ấy. Ok, vậy tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện để xử lý nó. Trời đất ơi, vẫn chơi hoài chứ mày. Trong bệnh viện đó biết bao nhiêu là tai mắt lãng quang đó hả? Công an nó hốt nguyên một ổ tụi tao là chết. Thì chắc đưa nó ra ngoài đi, tao xử cho. Có tôi ở bệnh viện hỗ trợ thì anh còn sợ cái gì nữa? Ờ, nếu như chúng mày nói vậy thì tụi tao chơi thôi, đâu có sao. Bây giờ mình đang ở đâu? Mình ở đây khác nào chui đầu vào rọ. Không được, mình phải trốn khỏi đây trước khi hắn thủ tiêu mình. Nè, cô đi đâu vậy? Bình tĩnh, từ từ. Cẩn thận. Vô đây, từ từ. Bình tĩnh, ngồi xuống. Từ từ, cẩn thận vết bổ của cô. Cẩn thận. Cứ nằm xuống. Anh cho xuống. Tôi đi, chờ ở đây. Cô bị làm sao vậy? Vết thương của cô bị như vậy mà cô đi câu này, bọn cô muốn chết hả? Nhưng mà cho tôi ở đây là hắn thủ tiêu tôi đó. Nhưng mà cô đi ra ngoài rồi á thì hắn mới dễ dàng thuê người truy sát cô đó. Ở đây dù gì cũng có tôi, cũng có bác sĩ Khiêm, hắn ta không dám manh động đâu. Nhưng bác sĩ Khiêm là cấp dưới của hắn thì làm sao ngăn cản được khi hắn muốn giết tôi chứ? Tuy rằng bác sĩ Minh là trưởng khoa, nhưng giám đốc bệnh viện này rất là công minh. Nếu như tôi làm đúng thì ông ấy sẽ ủng hộ, cô cứ yên tâm. Chẳng lẽ anh định đi nói với ông ta về việc hắn định âm mưu giết chết tôi ở đây sao? Hiện tại bây giờ là mình chưa có bằng chứng cụ thể nên mình không thể làm gì được. Nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi có cách để bảo vệ cô. Vì hiện tại bây giờ chỉ có một mình cô là nhân chứng có thể giúp cho tôi minh oan. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhờ những y tá khác lưu ý đặc biệt đến cô. Ở đây còn có camera quan sát được khắp nơi. Phòng trực của tôi thì lại đối diện phòng của cô, cho nên hắn không có dám manh động đâu. Cô đừng có lo. Bây giờ cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không có sao. Đừng có cử động nhiều, nếu không vết thương của cô không có lành được đâu. Rồi, không sao đâu, cô cứ yên tâm, nằm nghỉ ngơi tại đây. Bác sĩ Kim, hai người để tôi ở đây một mình, lỡ hắn lẻn vào giết tôi thì sao? Cô yên tâm đi, tôi sẽ để mắt tới cô mà, cô đừng có lo. Tôi sẽ tìm cách, lúc nào cũng kề cận bên bác sĩ Minh. Còn hiện tại bây giờ, cô cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Nên nhớ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ừ. Cô nghỉ ngơi nha. Nếu như em mà là anh á, em đã để cho bà ta chết mất rồi. Bà hại anh vậy, anh còn cứu bà làm gì nữa? Bây giờ cô ấy là nhân chứng duy nhất có thể đưa ra bằng chứng để giải oan cho anh và buộc tội bác sĩ Minh. Anh nghĩ coi,
cái người mà có thể vì tiền làm tất cả mọi thứ giống như bả, có tin được không? Bả đã ăn tiền của ông Minh xong còn quay lại cắn ông như vậy. Và anh nghĩ coi, bả có thể trở mặt với anh bất cứ lúc nào đó. Cô ấy đã vào đường cùng rồi, bây giờ chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cho cô ấy. Đối với hắn ta, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ là con Túc Thí mà thôi. Vậy thì bây giờ anh kêu bả đưa bằng chứng ra vạch mặt Tâm Minh luôn đi cho rồi, khỏi phải canh chừng chi cho mất công. Chưa được, cô ấy chưa có tin anh. Trời ơi, mạng sống của bả bây giờ đang treo lơ lửng trên cành cây kia kìa, vậy mà còn làm giá nữa hả? Em thấy bả bây giờ có còn gì để mất nữa đâu anh. Tại vì em không biết, ở đâu cũng có luật ngầm của nó. Bây giờ cổ mà phản bội, bác sĩ Minh không cần ra tay cũng có người khác xử thôi à. Sao thấy ghê quá vậy? Nếu biết trước á, là trong cái giới này không có tính người như vậy, thiệt em không hiểu sao có nhiều người thích lao đầu vô kiếm ăn để làm gì. Nhiều khi chưa hưởng thụ được gì hết là đã mất mạng rồi. Không phải ai sinh ra trên cuộc đời này cũng có quyền lựa chọn cho mình một số phận tốt đẹp đâu. Có nhiều người vì hoàn cảnh của mình mà đành phải chọn một công việc mà người đời lúc nào cũng khinh trẻ cái công việc đó. Đâu phải ai cũng được lựa chọn. Đúng là sống qua từng ngày mới thấy là mình trưởng thành nhiều hơn trước. Với lại em thấy số mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Anh hai, xin lỗi để anh đợi lâu, có nhiều việc ở bệnh viện để em giải quyết quá. Dạ. Cà phê anh đã. Uống gì ạ? Dạ. Anh không ngờ trưởng khoa bệnh viện lại bận tới như vậy. Anh em trong nhà muốn gặp nhau cũng khó. Anh đừng có nói như vậy, làm em thấy áy náy. Không phải là do em không sắp xếp công việc được để gặp anh đâu, một phần cũng do em sợ anh thấy em rồi lại không vui. Em cũng biết là anh không vui sao? Vậy thì tại sao em không chịu sắp xếp thời gian và chăm lo cho Mai Anh hả? Anh hai à, cho dù em có đến nhà thì sao? Mai Anh có tỉnh táo lại như xưa không? Nói như vậy không lẽ mày muốn bỏ mặc cô ấy luôn hả? Em sẽ cố hết sức để trị bệnh cho Mai Anh. Anh cứ yên tâm lo cho cuộc sống riêng của anh đi. Cuộc sống riêng? Cuộc sống chung của tao, của mày, của Mai Anh và của dì Dượng tao lo còn không sống kìa, làm gì có nghĩ tới cuộc sống riêng. Bây giờ mày trả lời tao đi, nếu như Mai Anh không tỉnh táo lại thì mày tính sao? Sao anh luôn nghĩ theo chuyện hướng xấu như vậy? Nếu ai cũng có suy nghĩ như anh thì cuộc đời này làm gì có hy vọng. Được rồi, bây giờ tao sẽ nghĩ theo chuyện hướng tốt, đó là Mai Anh sẽ tỉnh lại và mày sẽ từ bỏ con gái của giám đốc và quay về sống với Mai Anh hạnh phúc như xưa, giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Mày có làm được không? Ngày trước quả thật thì em quá bồng bột khi quyết tâm lấy cho bằng được Mai Anh. Nhưng bây giờ em đã suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Em muốn mình phải vươn lên để ba mẹ mình tự hào về em, để đền đáp lại những hy sinh của anh. Là bồng bột sao? Chỉ vì sự bồng bột đó của mày mà khiến cho tao và Mai Anh phải đau khổ trong một thời gian dài. Tao phải cố kìm lòng mình lại suốt một thời gian qua để cho mày được sống hạnh phúc đó. Em xin lỗi anh, thật sự em đã nợ anh và cô ấy rất nhiều. Bây giờ em đang cố gắng để trả đi. Trả bằng cách nào? Bằng cách phụ đẩy Mai Anh để đến với một cô gái khác, để có thể cho mày được tiền tài và danh vọng hay sao? Mày nghĩ là ba mẹ nhìn thấy một đứa con thành đạt giàu có nhưng mà lại bất nhân bất nghĩa, hay là ba mẹ muốn nhìn một đứa con túi nghèo nhưng mà biết trước biết sau? Được rồi, là do em sai, em tham vàng bỏ ngải. Và anh bên cạnh lo cho Mai Anh đi, gia đình của Việt Linh giàu có, không có anh cũng không có chết được đâu. Còn Mai Anh thì khác. Mày
mày liệu mà giải quyết cho chuyện này ổn thỏa. Tao không muốn mang tiếng là bất nhân bất nghĩa với mày. Không sợ bất cứ một lời đe dọa nào nữa rồi. Chỉ có cái nghèo và sự khinh rẻ của người đời mới là thứ tôi sợ nhất thôi. Dù có là ai, chỉ cần làm vướng chân tôi thì nhất định tôi sẽ loại bỏ. Cứ đó chờ tôi đi. Tôi sắp xếp công việc trên đây xong tôi sẽ gọi lại cho anh. Anh có chuyện gì quan trọng cần phải đi hả? Sao lại hỏi như vậy? Tại vì em thấy mặt anh rất là căng thẳng, lại còn gấp gáp đi ra ngoài nữa. Nè, tìm anh có chuyện gì không? Anh thử nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trời, cũng trễ rồi hả? Lo làm quá anh không nhớ thời gian luôn. Vậy bây giờ mình đi được chưa? Em đói bụng lắm rồi đó. Đi anh. Em à, hôm nay em chịu khó đi ăn một mình được không? Sao vậy? Anh có chuyện quan trọng cần giải quyết gấp. Chẳng lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn em nữa? Anh đi ăn với em một chút rồi quay về làm việc cũng được mà. Anh xin lỗi, nhưng thật sự việc này rất là gấp. Nếu có thể nhờ đồng nghiệp thì anh đã nhờ rồi. Vậy thì em sẽ ở đây đợi anh. Em đợi anh tới khi nào anh làm xong việc rồi mình đi ha. Sao mà được như vậy? Anh còn chưa biết khi nào làm xong công chuyện nữa. Để em chờ như vậy anh sốt lắm. Em tự nguyện làm việc này mà. Ăn uống không đúng bữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Em cũng biết mà, anh là một bác sĩ. Anh không thể nào để cho bạn gái của mình bị bệnh gì hết, hiểu không? Tôi nghe lời anh đi mà, anh thương. Ngoan nha. Em không biết làm sao mà có cảm giác giống như là anh đang muốn đuổi em đi thì phải. Trời ơi, em nói như vậy là oan cho anh. Anh thề là anh không bao giờ có ý nghĩ đó. Chỉ là anh lo cho em thôi. Anh cũng biết tính em rồi đó. Một khi em đã nói là em làm, mà muốn gì là muốn cho bằng được. Bây giờ em sẽ ngồi ở đây đợi anh cho tới khi nào mà anh làm xong công việc rồi mình sẽ đi, được chứ? Thôi được, thua em luôn đó. Như vậy thôi mình đang ở đây luôn được không? Anh sẽ tranh thủ vừa giải quyết công việc rồi vừa ăn với em luôn. Chỉ sợ là em ăn không ngon miệng thì ăn ở đây thôi. Không sao đâu, em ăn được mà. Anh biết. Với anh, chỉ cần được ở bên cạnh em, đối với anh, ở đâu cũng là thiên đường hết. Anh nè, bây giờ anh muốn ăn gì? Em muốn ăn món gì thì anh ăn món đó. Vậy em gọi món hầm để anh tẩm bổ ha. Em thấy dạo này anh làm việc lao lực lắm rồi đó. Em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Anh thật sự có phước lắm mới được em yêu thương. Suốt kiếp này, dù anh có làm trâu làm ngựa, chắc cũng không thể nào trả hết ân tình mà em đã dành cho anh. Cái miệng lúc nào cũng ngọt ngào như vậy hết. Đã như vậy á, thì em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh, để anh phải mang nợ em suốt đời luôn. Vậy thì anh càng vui chứ sao? Vì mình có duyên ở kiếp này, kiếp sau, rồi kiếp nữa. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, ai mà để em đi mua đồ ăn cho anh. Anh là đàn ông, anh phải đi mua. Ngồi đợi anh nha. Dạ anh đi đi, anh đi cẩn thận. Anh định làm gì vậy?
Tôi chỉ đến thăm và khám bệnh cho cô thôi. Bác sĩ Kim là người trực tiếp theo dõi bệnh tình của tôi. Anh ấy đâu sao không tới mà lại là anh? Bác sĩ Kim tan ca rồi. Tôi sẽ thay anh ấy kiểm tra cho cô. Tôi xin anh, tôi xin anh tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ bỏ xứ mà đi mà. Anh tin tôi đi mà. Kìa, cô đang nói cái gì tôi không hiểu. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tới đây để khám bệnh cho cô thôi mà. Yên tâm, bây giờ nằm im nha. Để tôi khám cho cô. Hả? Bác sĩ Minh, tại sao anh lại ở đây vậy? Bệnh nhân này do tôi và bác sĩ Khiêm theo dõi mà. Nè, tôi là trưởng khoa ở đây. Tôi đi thăm và khám cho bệnh nhân không được sao? Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi mà không biết chuyện đó hả? Dĩ nhiên là tôi biết rất là chi tiết về bác sĩ trưởng khoa. Nhưng mà có điều tôi cảm thấy lạ là tại sao bác sĩ lại quan tâm tới bệnh nhân nữ một cách bất thường như vậy. Nếu mà cô Uyển Lan biết được bác sĩ tận tâm với cả những bệnh nhân nữ mà mình không theo dõi trực tiếp thì sẽ như thế nào ha? Nên làm tốt công việc của mình trước khi dòm ngó sang công việc của người khác. Tôi cảm ơn cô nha. Nếu không có cô là tôi tiêu rồi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ canh chừng cô mà. Cô nhớ là nhìn camera để theo dõi tôi nha. Cô nghỉ ngơi đi nha. Là cái gì vậy? Nè, bác sĩ gì đó ơi? Nè, cô làm gì vậy? Ở đây là bệnh viện chứ không phải là công viên đâu nha. Cô là ý ới cái gì vậy? Tại tôi vừa mới thấy một ông bác sĩ ở đâu đây nè. Bác sĩ nào? Hả? Tôi nhớ là cô được phân công trực ở khu này chứ không có bác sĩ nào hết trơn á. Thì bởi vậy tôi mới thấy lạ, tự nhiên có một bác sĩ lạ vòng vòng ở đây nè. Bây giờ bác sĩ đó đâu? Kêu tới đây gặp tôi coi. Ông đi mất tiêu rồi. Cô vui lòng tập trung vô công việc giúp tôi. Nếu có bệnh nhân nào bắt gặp tình trạng của cô thì họ có còn tin tưởng vào đội ngũ y sĩ của Á Châu mình nữa không hả? Tôi xin đính chính lại với anh là tôi đang rất tập trung vào công việc đây nè. Rõ ràng á là tôi vừa thấy một ông bác sĩ rất là lạ mà tôi chạy theo tôi kêu ổng. Cái ổng đi luôn, ổng không trả lời gì tôi hết á, mà lại đi rất nhanh nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào của cô hết. Bây giờ cô có dám chắc với tôi vị bác sĩ mà cô gặp có phải là người hay không hả? Sao rồi? Không có nó ở đâu.
cái gì? Không lẽ nó đánh hơi được nên bỏ trốn? Bước dây động rừng rồi, bây giờ cậu tính sau đây? Vâng. Rồi. Từ từ. Rồi. Bộ anh biết trước tôi sẽ gặp chuyện hay sao mà đưa tôi đi gấp vậy? Phải. Lúc nãy tôi thấy thằng Minh có những hành động rất là mờ ám, cho nên tôi nghi ngờ. Thà mình đi trước tới một bước còn hơn là không. Rồi ngày mai anh không thấy tôi ở bệnh viện, rồi cho người truy lùng giết tôi làm sao? Bởi vậy tôi mới đưa cô tới đây. Tạm thời bây giờ á, cô đừng cứ về phòng trọ, tại vì nó sẽ cho người chầu trực cô ở đó. Còn về chuyện của cô và ngày mai, tôi sẽ nói với thằng Minh về trường hợp của cô. Cô cứ yên tâm, cứ để tôi lo. À, cô có nhận ra người này không? Là Hồng Chó Lửa. Tôi cũng nhận ra người đứng bên cạnh ổng nè. Đó là một trong hai thằng hôm trước đã đâm tôi á. Vậy bây giờ cô đã biết rõ ai là người muốn giết cô rồi, có đúng không? Và tình hình bây giờ không ai có thể giúp cô được ngoài tôi. Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao? Tôi muốn cô đưa cho tôi bằng chứng để tôi vạch mặt được thằng Minh. Tôi bằng chứng để tôi vạch mặt được thằng Minh. Anh có chắc là một khi tôi đưa ra bằng chứng, anh sẽ giải quyết được hắn không? Cô cứ yên tâm đi, tôi đã tính rất kỹ rồi. Nếu như mà tôi tính sai, mạng của tôi và cô cũng không được ổn đâu. Tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng mà... Tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa cho cô một số tiền để đi nơi khác làm ăn. Cô cũng còn trẻ, làm lại từ đầu đi, đừng có sống kiểu đó nữa. Bây giờ tôi sẽ đi lấy đồ cho cô, cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Mà nhớ nè, muốn mở cửa phải cẩn thận nha. Ừ. Nghe tiếng của tôi mới được mở cửa nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi. Ừ, nghỉ ngơi đi. Nhân liệu ở phòng B11 đâu? Tôi ký giấy cho xuất viện rồi. Ai cho phép anh làm như vậy? Tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp cho cô ấy, tôi có quyền chứ. Sao anh không thông qua tôi? Luật nào quy định bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân phải có nhiệm vụ báo cáo và thông qua trưởng khoa của mình? Luật nào quy định điều đó? Tuy bệnh viện không có quy định đó, nhưng tôi là bác sĩ trưởng khoa, tôi có quyền theo dõi sát sao bệnh tình của bệnh nhân. Nếu như có một bệnh nhân nào đó chưa đủ điều kiện để xuất viện mà bác sĩ trực tiếp điều trị cho phép về nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh cứ yên tâm, nếu như có chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh, mà tôi thấy cũng lạ, đối với một bệnh nhân bình thường xuất viện mà tại sao trưởng khoa Minh lại căng thẳng như vậy? Hình như mối quan hệ của hai người có gì đặc biệt đúng không? Anh muốn ám chỉ điều gì? Ono, tôi không hề ám chỉ, tôi chỉ thấy lạ nên tôi mới hỏi thôi. Bác sĩ lo cho sức khỏe của bệnh nhân có gì là lạ? Không biết trưởng khoa đang lo hay đang sợ vậy. Ok, nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài.
biến đi đâu chứ? Chà chà, bác sĩ tài năng mà cũng ngồi chơi điện tử khí thế vậy luôn á hả? Có gì đâu, bình thường thôi. Em có muốn chơi thử không? Game này hay lắm à. Thôi, em không biết chơi đâu. Ủa, sao anh vui vậy? Bộ ba má mới viết di chúc hả? Anh là con một, cần gì ba má viết di chúc. Vậy giám đốc mới đề cử anh hả? Vậy mới trúng số. Anh mới trúng số đúng không? Còn hơn cả trúng số nữa. À mà em ngộ nha, anh thấy em lúc nào cũng để ý tới tiền bạc hết trơn. Anh nói thiệt với em, ngoài tiền bạc ra còn nhiều thứ rất là quý giá hơn nữa. Đối với em á, tiền bạc là trên hết. Có tiền á là có tất cả, còn không có tiền là coi như không có gì hết á. Sai lầm. Ngoài tiền bạc ra, uy tín và danh dự còn hơn cái tiền bạc nữa. Nói cho em biết, anh sắp giành lại được hai thứ đó rồi. Là sao? Em không hiểu. Anh sắp trả thù được rồi. Ồ, vậy là anh sắp tống hắn ra khỏi cái ghế trưởng khoa luôn hả? Tống ra khỏi bệnh viện này thì dễ, thậm chí anh còn tống nó vô nhà tù nữa kìa. Sao anh làm được? Hắn ma mạnh lắm mà. Mạnh có chắc là làm được không? Được hay không á, rồi em sẽ thấy. Còn bằng cách nào để triệt nó thì em cứ đợi đến khi nào đúng thời điểm. Ừ, khác em biết à. Cô ta mất tích một cách bí ẩn, chắc chắn có người để giúp cô ta. Nhưng là ai chứ? Không lẽ thằng Kim với con biết nhúng tay vào chuyện này? Anh à, em ngồi đi. Em không biết dạo này có chuyện gì mà sao em thấy sắc mặt của anh thất thường quá. Công việc dạo này nó khiến anh đau đầu quá. Bên cạnh của anh có rất là nhiều người, vậy tại sao anh không giao bớt việc cho người ta đi? Anh không tin tưởng ai ngoài bản thân mình hết. Trước đây cũng từng có những tấm gương lỗi lầm của nhiều bác sĩ khác. Em hiểu ý anh mà đúng không? Vậy thì anh thay người đi. Anh làm gì có quyền quyết định khi ba em dần dần lấy lại được đồng tin từ bác sĩ Kim. Trừ khi anh có nhiều quyền hành hơn mới được. Cái vấn đề này thì cũng chỉ là sớm muộn thôi mà. Đương nhiên là anh biết chứ. Nhưng mà anh chỉ sợ tới lúc đó công việc của anh nhiều quá, anh không đủ tỉnh táo nữa. Em có một cách để xúc tiến việc này tiến triển nhanh hơn. Mình kết hôn đi anh. Cuối cùng thì cô ta cũng nói lên điều mình muốn mấy lâu nay. Nếu mình thúc chuyện kết hôn thì gia đình cô ta sẽ nghĩ ngay việc mình đến với cô ta vì danh lợi, địa vị. Nhưng nếu cô ta lên tiếng trước thì mọi chuyện sẽ khác. Anh, anh đâu muốn kết hôn hả? Anh yêu em như thế nào? Chẳng lẽ em không hiểu anh hả? Anh dự định để công việc thư thả hơn, anh sẽ tới gia đình em thưa chuyện và xin cưới em. Ý của anh á là anh phải đợi cho công việc hiện tại ổn định thì anh mới đồng ý cưới em đúng không? Vậy thì em sẽ đề nghị ba thay Kim bằng một bác sĩ khác để chia sẻ bớt công việc cho anh là được đúng không? Em nghĩ
Chỉ cần một việc gì đó mà ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của con gái, ba em sẽ đồng ý thôi. Một chút xíu nữa là tôi sẽ bị tố rồi, đúng không? Tôi cũng đâu ngờ là bị kẻ khác hớt tay trên như vậy. Chính vì vậy tôi mới tìm đến anh để giúp đỡ. Rồi có manh mối gì chưa? Thằng bác sĩ này là bị con Liễu hại lần trước đúng không? Ừ. Ê, không lẽ hai đứa tụi nó hợp tác với nhau để chơi chú em hả? Tôi cũng chỉ đang nghi ngờ vậy thôi. Có thể chính tên này đã giúp đỡ cái con nhỏ kia bỏ trốn. Hiện giờ tôi đang tìm cách để đẩy hắn ra càng xa càng tốt. Còn anh, hãy giúp tôi tìm ra tung tích của con nhỏ gây điểm đó. Chuyện này càng để lâu, tôi sợ cả tôi và anh không được sống yên ổn đó. Con quỷ này càng lúc càng lộng hành. Mẹ mày, tao mà tìm ra mày được tôi cho mày chết. Dạ chào anh. Anh có cần gì không ạ? Còn phòng không em? Dạ còn anh. Nhưng mà anh đi bao nhiêu người ạ? Chuyện đó không quan trọng. Dạ dạ dạ. Dạ cho em gửi. Dạ. Liễu ơi, là tôi đây. Kim đây. Cô Liễu ơi, là Kim đây. Được rồi, để tôi. Nè 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 nè, từ từ thôi. Ráng ăn uống, nghỉ ngơi, rổ thuốc đúng giờ, vậy mới mau hồi phục được. Nếu như mà có cần gì á thì cứ gọi điện cho tôi hoặc là nhắn tin cũng được. Đời tôi chưa có ai tử tế với tôi như vậy hết á. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Khách sáo cái gì, quan trọng là cô đừng có đuốc lửa cho tôi là được. Anh yên tâm đi, tôi không quên ơn người đã cứu tôi lúc tôi lâm vào đường cùng đâu. Nhưng mà tôi có linh cảm là hắn sẽ sai thằng Hùng chó lửa đến bắt tôi để thủ tiêu. Cô đừng có lo, sau khi cô cung cấp bằng chứng cho tôi để vạch mặt thằng Minh, tôi sẽ sắp xếp cho cô về quê. Đợi một khoảng thời gian chuyện này lắng xuống, cô dùng số tiền mà tôi đưa cho cô để cô làm lại cuộc đời. Đừng có sống như vậy nữa, không đáng đâu. Ngày mai anh tới đưa tôi đi lấy chứng cứ vạch mặt tội thằng Minh được không? Chứ tôi sợ đi một mình có chuyện gì xảy ra thì... Cô cứ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cô trước. Thôi bây giờ cô nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài. Ừ. Thôi tôi đi về à. Cảm ơn anh. Tôi về ha, nhớ ăn đó. Có được không đó?
Kim đây. Tôi vừa bị mất điện thoại ngay trong văn phòng của trưởng khoa. Đây là số điện thoại của Tuyết. Tôi nghi hắn đã bắt đầu hành động rồi. Bây giờ tôi không tiện đến khách sạn để đón cô, vì tôi sợ hắn sẽ cho người theo dõi. Tối nay cô đến chỗ hẹn, tôi tìm người đưa cô về quê luôn. Gọi cho số này đó hả? Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng tha cho em. Mày đi. Định trốn hả? Mày trốn đi đâu? Không, em không có định trốn đi đâu. Mày tính trốn đi đâu? Không có. Mày nghĩ mày trốn khỏi bàn tay của tao không? Anh Hùng. Anh Hùng tha cho em đi anh Hùng ơi. Tha cho mày à? Em không dám nữa đâu anh Hùng. Tha cho mày để mày lén lút mày đâm sau lưng của tao nữa hả? Hả? Sao? Anh Hùng ơi. Mày biết tánh của tao mà. Em đi anh Hùng ơi. Hả? Đứa nào phản tao là anh chết. Anh Minh cứu em với. Anh Minh cứu em. Cứu em với anh Minh ơi. Hai người. Sĩ Trần Khắc Minh. Sao nhìn thấy quen quá vậy? Nốt ruồi. Nốt ruồi đây. Chẳng lẽ con à, con tìm hiểu bác sĩ Trần Khắc Minh làm việc ở bệnh viện Á Châu giúp cô nha con. Cô đang cần gấp lắm đó. Trời Phật, cho con tìm được con của con. Nhưng mà nếu đúng là hai đứa nó, thì mình biết đối diện với hai đứa nó ra sao đây? Yeah.
nó có chịu chấp nhận nhìn lại người mẹ tàn nhẫn này hay không nữa chứ. Chị Liễu hả anh? À đúng rồi. Dạ chị Liễu trả phòng rồi, anh không biết hả? Cái gì? Trả phòng hồi nào? Dạ chị ấy trả phòng hồi tối à. Nhưng mà em thấy chị ấy hình như có vẻ gấp gáp lắm. Sao tự nhiên là trả phòng vậy thật? Nhưng mà cô ấy đi một mình hay sao? Dạ. Ok được rồi, tôi cảm ơn cô. Dạ. Sao mày vẫn như vậy lo cho vợ vậy? Nếu là chuyện của Mai Anh thì anh đừng có nói nữa. Mày đang thử sức chịu đựng của tao đó hả? Em đã nói với anh rồi, tương lai của em còn phía trước. Em không muốn trở lại cuộc sống nghèo khổ của em như trước đây nữa. Tao không ngờ mày có thể mở miệng ra nói được những lời này với tao. Em đâu có vô trách nhiệm. Em vẫn gửi tiền đều đặn về cho dì Dượng lo cho mấy anh mà. Anh còn muốn gì ở em nữa? Mày thay đổi quá nhiều rồi đó Minh à. Ngày xưa mày dám đánh đổi tất cả để lấy cho bằng được mấy anh. Bây giờ cô ấy gặp nạn, mày lại ngoảnh mặt đi theo người con gái khác. Ba đâu có dạy mày cái cách sống bất nhân bất nghĩa như vậy đâu Minh. Chắc em giống tính của mẹ. Trên đời này ai cũng muốn chọn bóng mát để mà ngồi, chỉ có một mình anh mới lựa bóng nắng mà đứng. Mà thôi, anh thích vậy em cũng đành chịu thôi. Nhưng anh không có quyền bắt em phải sống theo suy nghĩ của anh. Tao không có quyền. Vậy ai đã lo cho mày có được như ngày hôm nay? Ai đã chịu ngồi tù để cho mày có được địa vị hiện tại bây giờ, được mọi người gọi là ông bác sĩ này, ông bác sĩ nọ? Còn tao, tao chỉ là một thằng bảo vệ, không hơn không kém. Nếu đã hết lòng thì hết lòng cho trót đi. Anh lo cho mà anh giúp em đi. Đã đến lúc mày phải chịu trách nhiệm về việc mày đã làm ra. Thôi, em hiểu rồi. Cuối cùng thì anh cũng chỉ vì bản thân của mình thôi. Mày thôi nói những lời khích tướng đó đi. Tao gặp mày hôm nay không phải để nghe mày giải thích nữa. Một là mày phải tự quay về chăm sóc cho mẹ anh. Hai, tao sẽ khiến cho mày tự quay về. Mày nên nhớ, Diệt Linh cũng là con gái của giáo sư Khang. Dạ, chào chị. Dạ, chị ơi, cho em hỏi... Có gì không cậu? Dạ, cho em hỏi là chị có thấy người con gái này không chị? Không. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, má. Đi hả con? Bây giờ con phải đi rồi. Má cầm xem coi mấy anh có cần mua gì thì má mua. Nếu thiếu thì cứ gọi điện cho con. Nếu con bận thì con sẽ cho người đem tới. Dạ đây. Con mới vô chưa được 5 phút mà sao đã đi sớm vậy con? Bộ bận lắm hay sao?
không có thời gian nói chuyện với vợ mình một tiếng hay sao? Mày nhìn đi, cô ấy như vậy thì con biết nói chuyện gì nữa. Và lại dạo này con đang học nâng cao, cho nên thời gian eo hẹp lắm. Ba má thông cảm cho con nha, con xin phép đi. Nè, sau này mà nó có đưa tiền cho bà đừng có cầm nữa nha, không khéo lại mắc nợ người ta đó. Ông nói làm sao vậy? Dù sao đây cũng là trách nhiệm và bổn phận của nó mà. Bây giờ ông không lấy coi như quá dễ dãi với nó à? Cho dù bà có lấy hết tiền của nó đi chăng nữa thì con của mình có trở lại bình thường như trước được không? Như vậy thì bà lấy làm gì? Để rồi mang tiếng. Hồi nãy ở đầu hẻm con thấy thằng nào giống như thằng Minh vậy? Bộ nó về thăm Mai Anh hả dì Dưỡng? Thì nó chứ ai nữa, về đưa tiền rồi nó đi luôn đó. Dưỡng, ít nhiều gì con cũng thấy thằng Minh nó còn coi con là anh của nó, vẫn chịu nghe lời con về đây để thăm mấy anh. Mai mốt đừng có ép nó nữa con à. Sớm muộn gì thì cái thằng đó cũng bỏ con mấy anh mà thôi. Dưỡng không có muốn á là con của mình mang tiếng là bị chồng bỏ, mà cố gắng níu kéo để làm mất tương lai của thằng Minh. Không được, con không cho phép nó bỏ rơi mấy anh. Suốt cuộc đời này nó chỉ có một người vợ, đó là mẹ anh thôi. Nếu mà nó còn gây tổn thương cho mẹ anh nữa là nó chết với con. Rồi con nghĩ nó sẽ quay về với con mấy anh à? Trong khi lòng của nó vẫn còn nghĩ về người khác. Sống như vậy không khác gì là ngục tù đâu con à. Tất cả chúng ta không ai có thể sống vui được đâu. Chuyện gì hả? Sao em kêu mà làm lơ luôn vậy? Đi, đi hết rồi. Hả? Ai đi? Vận Mai đã dục mất rồi sao? Mày nói vậy là sao? Là mày bày trò đúng không? Anh nên nhớ, tôi là cấp trên của anh, ăn nói cho cẩn thận nghe. Bây giờ không có cấp trên cấp dưới vậy đây hết. Mày trả lời cho tao biết, mày bày trò có đúng không? Anh Kim ơi, anh bình tĩnh đi. Dẹp ngay cái thái độ đó cho tôi, nếu còn muốn yên ổn mà sống ở đây nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, không đủ năng lực thì đừng chống đối với thằng này nha. Anh à, anh bình tĩnh đi anh. Anh làm vậy bệnh nhân mà thấy không có hay đâu. Bây giờ liệu bỏ đi. Đi đúng lúc một cậu hứa là đưa bằng chứng cho anh. Ờ, trời, cô ấy đi đâu được? Cô ấy không sợ bị hắn ta thủ tiêu hả? Anh đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Rõ ràng là cô ta đã lợi dụng anh để thoát được kiếp nạn này. Đúng là anh ngu, anh quá ngu vì đã tin cô ấy. Anh khoan hãy nhận định vậy đi. Có khi nào cổ con bị hại mà mình không biết? Bây giờ chỗ ở của cô ta chỉ có một mình anh biết à. Mà anh có dặn đi dặn lại rồi, đừng mở cửa cho ai khác ngoài anh, và cũng đừng bước chân ra khỏi khách sạn. Vậy mà cũng đi cho bằng được. Bây giờ lỡ rồi thì thôi anh, thua keo này thì mình bài keo khác thôi. Em không tin đó là những người mà độc ác giống Tinh Minh á lại có thể nhẫn nhơ hoài như vậy đâu. Linh à, hồi nãy dì Dượng có bàn với anh chuyện trả tự do cho chồng của mấy anh đó. Ủa, em tưởng là việc đó phải làm từ đầu chứ, sao bây giờ mới làm, có trễ quá không?
Em nói vậy sao được? Vợ chồng phải chia ngọt sẻ bùi với nhau. Hơn nữa bây giờ mấy anh đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Giờ thêm cái chuyện mà phải ly dị chồng, anh thấy tội nghiệp cho cổ quá. Vậy nếu là anh, anh có muốn giữ khư khư bên mình người đã không còn yêu và quan tâm tới mình nữa không? Sống với nhau hết tình thì còn nghĩa, nhưng mà trong trường hợp này em thấy cả nghĩa cũng không còn, thì tiếc gì một người chồng vô lương tâm đó. Thà để cổ đau khổ một lần rồi sau đó có thể giật dậy, như vậy còn hơn là kéo dài tình trạng này. Thì cổ và dị dưỡng kể từ bây giờ càng ngày càng bế tắc. Anh thử nghĩ coi em nó có đúng không. Coi nè. Không ngờ nó lại đi trước mình một bước. Càng ngày bằng chứng tố cáo tội ác của nó lại càng mong manh. Không lo làm việc, ngồi để tám chuyện gì nữa vậy hả? Anh đọc tin sáng nay chưa? Cô gái mà anh đang tìm kiếm đã chết rồi đó. Ai? Là Liễu. Liễu nào? Không biết là bác sĩ Minh bận bịu công việc nhiều quá nên bị mất trí, hay là cố tình mất trí ta? Bác sĩ Kim biết không, thông thường thì những chuyện không hay hay là không liên quan tới tôi ít khi nào tôi để tâm tới lắm. Vậy à? Ừ. Vậy bệnh nhân nữ mà cậu đã tra hỏi tôi về sự mất tích của cô ấy thì sao ta? À, thì ra là cô ấy. Ồ, cô ấy chết rồi hả? Do vết thương bị nhiễm trùng hả? Cô ấy treo cổ. Ồ, không phải, cô ấy đã bị người ta hại chết. Ồ, cũng may là cô ấy không chết ở bệnh viện mình, chứ nếu không Á Châu khó tránh khỏi bị liên lụy. Việc quản lý bệnh nhân quá thấp kém. Tôi không ngờ là trưởng khoa Minh lại máu lạnh như vậy ha. Đối với cái chết của một con người mà cậu vẫn có thể thản nhiên suy tính như vậy ha. Anh nói hơi quá rồi. Là bác sĩ của bệnh viện, tôi đương nhiên phải có nhiệm vụ và trách nhiệm để lo cho danh tiếng của bệnh viện mình. Anh đó cũng nên cẩn thận đi, vì anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô ta. Không chừng cũng có thể công an mời anh lên để điều tra đó. Có rảnh đi thắp nhang cho cô ấy nha. Anh đôi co với hắn làm gì vậy? Coi chừng bị sập bẫy hắn nữa đó. Em nghĩ bây giờ mình cần bình tĩnh tính toán để coi tiếp theo mình phải đối phó với hắn như... Anh ơi. Ủa, em. Bà muốn gặp anh, kêu anh qua bên đó có chuyện gì kìa. Có chuyện gì vậy em? Bí mật, đi với em đi rồi biết. Ừ.